Một xa lộ ở Mễ Tây Cờ bị sụp tên từ Mexico City. Con đường xa lộ nối liền Ensenada và Tijuana đã bị sụp gần San Cipuet vào lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Tài xế Gabriel Gonzalez nói rằng khi xa lộ bắt đầu sụp, cảnh sát đã hướng dẫn nhiều chiếc xe vượt qua xe của ông ta. Nhiều chiếc xe vận tải đã không thể rời khu vực. Chiếc xe của ông ta chở theo 36 tấn xi măng nên không thể chạy mau. Con đường đã bị đóng cửa và chủ tịch của hội đồng thành phố Ensenada cho biết việc sửa chữa phải mất khoảng một năm và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.